Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã tới thăm, làm việc và kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574 Quân khu 5. Năm 2023 đánh dấu 50 năm ngày truyền thống Lữ đoàn 1973-2023, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trên các mặt công tác, lồng ghép có hiệu quả với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cả diện rộng và chiều sâu. Trong đó, phong trào thi đua chú trọng đột phá vào các khâu yếu, việc khó, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa, củng cố đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Lữ đoàn đã tổ chức phát động và hăng hái triển khai các phong trào thi đua, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, vươn tới những đỉnh cao quyết thắng. Từ đó xây dựng các kiếp xe thanh niên, phần việc thanh niên, hưởng ứng, tiết kiệm phụ cấp, vì ngày mai lập nghiệp, thực hiện tốt văn hóa giao thông, lan tỏa các mô hình, chi đoàn huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, kiếp xe thanh niên kiểu mẫu, ngày công tác kỹ thuật đoàn thanh niên tự quản, vườn cây thanh niên, chi đoàn không khói thuốc, ngôi nhà 100 đồng.